Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe MG ZS nhé, dòng xe crossover 5 chỗ cực kỳ là giá rẻ của nhà MG mà trong cái video ngày hôm nay em xin phép được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất, cạnh tranh nhất của dòng xe MG này để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu dòng xe crossover cỡ nhỏ mà lại giá rất là rẻ, rất là dễ tiếp cận thì anh em hoàn toàn có thể là tham khảo những cái phiên bản của dòng xe MG ZS này anh em nhé. Với hai phiên bản để cho anh em lựa chọn là bao gồm phiên bản MG ZS, phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp anh em ạ. Vậy thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn những cái phiên bản mà phù hợp nhất với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản MG ZS, phiên bản tiêu chuẩn. Bản này đang có mức giá là 538 triệu với cái chính sách giảm cực kỳ sâu về tiền mặt cho anh em lên đến trên 70 triệu và tặng anh em gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình anh em nhé. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 545 triệu, trả góp thì đang là 155 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 534 triệu, trả góp thì đang là 145 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 516 triệu, trả góp thì đang là 126 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói ấy thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Hiện tại đại lý bên em đang rất là nhiều xe, sẵn xe giao ngay. Mức ưu đãi thì vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản MG ZS phiên bản cao cấp. Bản này đang có mức giá là 638 triệu với mức ưu đãi ở thời điểm ngày 22 tháng 10 của năm 2023 thì bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến 85 triệu. Giá xe đâu đó chỉ còn vào khoảng 553 triệu thôi anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại về quà tặng cũng như là về bảo hiểm, về phụ kiện thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 652 triệu, trả góp thì đang là 181 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 639 triệu, trả góp thì đang là 169 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 621 triệu, trả góp thì đang là 151 triệu. Với cái tổng lăn bánh này thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Hiện tại bên em thì đang rất là nhiều xe, sẵn xe giao ngay, mức ưu đãi như trên và tổng lăn bánh như em vừa chia sẻ. Anh em cảm thấy phù hợp thì có thể gọi điện cho em để em gửi bảng tính lăn bánh chi tiết cho anh em dễ hình dung, cũng như là sẽ gửi tới anh em cái chính sách giá bán cạnh tranh nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Nếu anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán cũng như tất cả các chương trình ưu đãi khuyến mại mà mỗi khi có biến động thị trường em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ. Spinning through the air, laughing.
Look at all the good things, yeah. Just look at all the good things. Smile until my face is aching like.